Gà treo miệng chó. Nào, nhanh tay các con. Buổi tiệc ngày hôm nay sẽ rất đặc biệt bởi những món tươi ngon được chế biến từ thịt cừu và vịt quay thơm lừng đó. Thật là tuyệt mẹ ạ. À, vậy con sẽ cắm những bông hoa rực rỡ này vào bình và trang trí cho phòng khách thật lung linh nha mẹ. Còn con sẽ tìm những cây nến để thắp cho buổi tiệc mẹ ạ. À. Tuyệt lắm các con, đúng là những đứa trẻ ngoan của mẹ. Còn nhiệm vụ của mày là canh giữ chỗ thịt này cho ta trong khi ta đi vắng nhé. Mẹ tiếp tục ra ngoài, các con tiếp tục công việc của mình nha. Dạ thưa mẹ. Nè, mấy con chuột láo tuyết, định ăn vụn thịt sao? Ấy kìa, anh chó thân mến, anh đừng nóng nảy như vậy chứ. Chúng ta sống chung dưới một mái nhà thì phải biết yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ nhau chứ. Sao ta có thể bảo vệ cho loài chuột chuyên ăn vụn trong nhà như các ngươi chứ? Đừng có mơ tới điều đó, khỏi đây ngay trước khi ta phải dùng tới nanh nhọn của ta. Ấy kìa anh cứ bình tĩnh đã nào. Chuyện đâu còn có đó. Thế này nha, nếu anh để chúng tôi kiếm chút ít thức ăn cho gia đình chuột của mình, chúng tôi sẽ chia cho anh một nửa. Chia cho ta một nửa ư? Thế nào anh chó, anh suy nghĩ lâu quá đấy. Chúng ta chia nửa số thức ăn này đi, đâu có ai mà thiệt cơ chứ. Phải không anh chó thân mến? Nhiệm vụ của tôi là trông coi chỗ thức ăn này. Số thức ăn biến mất thì bà chủ sẽ đánh tôi chết mất. Ồ, anh không phải lo. Anh cứ đổ hết lỗi cho chúng tôi. Bởi anh có phải là mèo đâu mà bắt được chuột chứ. Đúng vậy, lũ chuột hôi hám này nói nghe cũng có lý. Không mất gì mà lại được ăn ngon. Trời ơi, mày cút ra khỏi nhà ngay. Dám ăn vụng hết thịt của bữa tiệc sao? Thật là uổng công nuôi mày. Cút khỏi nhà tao. Anh chó, đừng nổi giận mà. Nếu anh im lặng thì bọn tôi sẽ chia cho anh một miếng thịt ngon nhất. Mau cút đi, bà chủ thấy thịt mất thì chắc chắn sẽ nghi ngờ ta. Đó ta lại trở thành miếng thịt trên bàn chứ chả chơi đâu. Cảm ơn mày nha, tao có phần thưởng cho mày đây. Đừng hợp tác với kẻ muốn lật đổ bạn. Khi họ hứa sẽ cho bạn một chút lợi ích thì có thể sau đó bạn sẽ mất rất nhiều và có thể phải trả giá vì sai lầm đó. Đôi mắt. Anh đã ngồi vẽ cả ngày hôm nay rồi đấy, anh nghỉ ngơi đi nha. Triển lãm của anh sắp diễn ra rồi, anh cần phải tăng tốc lên mới đúng. Anh không sao đâu. Mấy hôm nay anh kêu nhức mỏi mắt và nhìn bị mờ mà. Anh phải nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe đó. Cũng 5 giờ chiều rồi, em đi đón bé My đây. Ừ, em đi đón con đi, để anh cắm cơm trước cho. Ba ơi ba, My của ba về rồi đó à? Ờ, sao mẹ lại mặc cho con chiếc váy cũ này để đi học nhỉ? Con bé có nhiều váy đẹp lắm mà. Sao em lại mặc cho con chiếc váy bạc hết cả màu thế này? Chiếc váy bạc màu ư? Không phải đâu ạ. Ba ơi ba, đây là chiếc váy mới tinh của con đấy. Mẹ mới mua cho con tuần trước. À, ba nhầm. Tại ba đang mệt nên ba nhìn màu sắc nhợt nhạt quá con ạ. À, con vào thay đồ ngủ đi cho thoải mái nha. Dạ. Anh à, anh làm sao vậy? Trời, anh ơi,
làm sao vậy? Thưa bác sĩ, vậy chẩn đoán chính thức cho bệnh của tôi là gì ạ? Anh hãy hết sức bình tĩnh nghe tôi nói nhé. Chúng tôi nhận thấy anh bị mắc chứng thoái hóa sắc tố võng mạc. Bệnh này chưa có phương pháp điều trị tận gốc hiệu quả, chỉ có thể hỗ trợ kéo dài sức nhìn thôi. Vậy nếu bệnh diễn biến xấu thì sẽ ra sao hả bác sĩ? Đầu tiên, anh thấy khó nhìn thấy mọi vật khi nhập nhoạng tối, không nhìn rõ màu sắc. Phản xạ của mắt yếu, mắt hay nhức mỏi, rồi thị lực sẽ bị giảm dần. Không, không thể. Ơ kìa, anh Dương. Dạ, tôi xin lỗi bác sĩ. Có lẽ vì chồng tôi quá sốc. Nhưng mà thưa bác sĩ, bây giờ tôi phải làm gì đây? Đôi mắt của anh ấy rồi sẽ ra sao? Anh ấy còn là một họa sĩ. Những gì cần thiết tôi đã ghi trong đơn rồi đấy, cô Ngân ạ. Tôi nghĩ bây giờ cô mới chính là chỗ dựa vững chắc nhất của anh ấy. Cho dù tiên lượng của căn bệnh này rất xấu, chưa biết trước được điều gì, thì điều cần nhất với anh ấy là một thái độ ứng xử đúng đắn trước tình trạng của mình. Anh chưa ăn cơm à? Vẫn đợi em sao? Mà sao anh không bảo con bật đèn lên? Anh muốn mình quen dần với bóng tối. Sao anh lại nói vậy? Hôm nay em lại xin làm tăng ca à? Vâng, em xin làm thêm một chút, cũng kiếm thêm được một ít anh ạ. Canh chua cá sao lại có vị ngọt nhỉ? Anh xin lỗi. Trong lúc nấu ăn có lẽ mắt kém nên anh đã lấy nhầm lọ đường. Anh đã chỉnh lại nhưng vẫn ngọt quá. Không sao anh à, canh vẫn rất ngon. Trước giờ anh vẫn nấu ăn ngon hơn em mà. Trời ơi, mình đúng là một kẻ vô dụng. Đến việc nấu một bát canh ngon cũng không làm được. Mình đã trở thành gánh nặng cho hai mẹ con họ rồi. Kìa, anh! Ba ơi ba, con đau quá! Sao con nghịch vậy? Mắt bà kém thế này, làm sao dọn dẹp được chứ? Con không có nghịch, con định dán những hình dạ quang ở bàn học của con lên những lọ gia vị. Đâu, bà xem nào. Hình ngôi sao là lọ muối, hình mặt trăng là lọ đường, hình trái tim là lọ hạt nêm. Dù sau này ba không nhìn thấy nữa, thì tay ba vẫn có thể cảm nhận được. Ba, có thật là sau này ba sẽ không nhìn thấy gì không? Ba còn có con mà, mắt còn rất sáng. Con sẽ nhìn hộ ba, con sẽ là đôi mắt của ba. Con sẽ học vẽ. Để vẽ tranh giống như ba. Ba đừng có buồn nữa, đừng có chán nữa nha ba. Ôi, con gái của ba. Anh xin lỗi hai mẹ con. Anh thật ích kỷ, khi chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mà không hề nghĩ tới cảm giác của em và con. Anh thật tệ quá. Em vừa đi đăng ký cho anh học một lớp điêu khắc. Không thể vẽ tranh nữa, anh vẫn có thể nặng những bức tượng bằng đôi bàn tay tinh tế của mình. Anh vẫn luôn là một họa sĩ tài năng. Cảm ơn em. Cảm ơn con gái. Vậy là cuộc sống mới của anh thật sự bắt đầu rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Và những điều phía trước vẫn thật tuyệt vời. Chỉ cần có tình yêu. Yêu thương đủ đầy. Đẹp quá anh nhỉ? Ừ, đẹp thật. Nếu mà em có một chiếc như thế thì... Thật ra thì em cũng chẳng thích. Lòe xòe thế kia thì mặc bất tiện lắm. Đi thôi anh. Nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có giao du với thằng đó nữa. Ba, anh ấy là người tốt mà ba.
tốt à? Thế nó có gia cảnh tốt không? Nhà tốt? Xe tốt không? Con đừng mơ tưởng đến một túp liều tranh hai trái tim vàng nữa. Ba sẽ không đồng ý đâu. Con hãy chuẩn bị tối đi gặp con trai ông giám đốc Hùng cho tử tế. Ba không nhắc lại lần nữa. Ba! Anh đang nghĩ gì vậy? Anh có nghĩ gì đâu. Ta đi thôi em. Sao giờ này mà anh ấy vẫn chưa đến nhỉ? Ai gửi đây? Xin lỗi em, anh sẽ quay lại khi có đủ điều kiện để kết hôn với em, anh Minh. Anh ơi, mở cửa ra đi. Em đây nè, anh mở cửa ra đi. Em khỏe chứ? Mẹ, bác ấy là ai vậy? Em đã lấy chồng và có con. Dạ. À, phải rồi. Chắc hẳn đó là con của em và con trai ông giám đốc nào đó. Em là Thiên Kim tiểu thư, phải lấy một người môn đăng hộ đối, có nhà tốt, xe tốt, làm sao có thể chờ một thằng như anh được. Ồ không, chồng của em chẳng phải là một người giàu có, cũng chẳng phải là con ông giám đốc nào cả, mà đó là một người công nhân bình thường. Không thể nào, làm gì có chuyện ba em cho em lấy một người công nhân cơ chứ. Khi anh ra đi, em đã suy sụp. Anh ấy là người đã vực em dậy, đồng hành bên em trong những lúc khó khăn. Với sự quyết tâm của anh ấy, ba em đã đồng ý. Thật thế ư? Anh hứa sẽ quay trở lại, sẽ mang cho em một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Tại sao em không chờ anh mà lại đi lấy một người chẳng có gì trong tay? Cuộc sống đầy đủ ư? Thế nào mới gọi là đầy đủ? Nhà lầu, xe hơi ư? Em không cần những thứ đó. Em chỉ cần tình yêu là đủ. Chào bác rồi vào nhà thôi con. Con chào bác. Anh sai rồi. Tớ hiểu rồi. Vậy là đã chục năm rồi, mình mới trở lại đây. Bác nằm yên cái nào, cứ ngọ ngoại thế, làm sao tôi khám cho được. Vâng ạ. Ôi trời ơi, bác ói thì phải ói vào chậu chứ. Đúng là những ngày tháng thật đáng sợ. Mình thật sáng suốt khi đã bỏ việc ở đây. Hải à? Ừ, tớ đang ở khuôn viên. À, nhìn thấy rồi. Đây, đây. Lâu quá không gặp. Thế nào, được nghỉ chưa? Ra quán làm bữa với tớ. Không được, tranh thủ gặp cậu thôi, chứ tớ bận lắm. Còn nhiều bệnh nhân cần khám, không thể đi lâu được. Ngày nào cũng thế, cậu không thấy mệt mỏi à? Có gì đâu. Đây là công việc mà. Mà cậu tìm tớ có việc gì vậy? Tớ muốn mời cậu về làm cho công ty của tớ. Dạo này công việc kinh doanh phát triển, tớ đã mở thêm được một cơ sở mới, rất cần người tin tưởng để trông coi. Cậu yên tâm, làm với tớ cậu không phải băn khoăn về lương lậu. Hơn nữa công việc cũng nhẹ nhàng, không quá sức đâu. Cái này... xin lỗi cậu, tớ không thể theo cậu được. Sao thế? Cậu đã suy nghĩ gì đâu mà trả lời vội vàng vậy? Cần gì nghĩ? Cả đời tớ chỉ muốn làm một bác sĩ chữa bệnh cứu người. Tớ không thể từ bỏ mục tiêu đó, cũng không thể từ bỏ những bệnh nhân trong kia được.
Mục tiêu nào thì chốt lại cũng là để kiếm tiền. Bệnh nhân không có cậu thì sẽ có người khác. Công việc ở đây, tớ từng làm tớ biết, rất vất vả, áp lực, lương lại bèo bọt. Tớ biết làm với cậu thì tiền tài sẽ sáng lạng hơn nhiều. Nhưng công việc chữa bệnh là đam mê lớn nhất của đời tớ. Tớ không bỏ đâu. Trời ơi, đam mê cái gì chứ? Toàn những thứ hão huyền. Phải có tiền nó mới thực tế cậu ạ. Tớ không biết nói sao, nhưng mà tớ không bỏ việc đâu. Thành thật xin lỗi cậu. Cậu... cậu thật là... Bực mình quá, thật không thể hiểu nổi cậu ấy nữa. Anh Hùng, chị Hoàng Liên đến đặt hàng. Chào chị Liên. Công việc kinh doanh vẫn tiến triển chứ? Ờ, cũng tốt. Cũng nhờ làm ăn với anh cả đấy. Ờ, mà sao tôi thấy anh gầy hơn lần trước hay sao á? Em gầy đi à? Có lẽ do mở thêm cơ sở mới. Ung thư gan. Cái gì? Ung thư? Sao? Sao có thể? Đau! Cứu! Cứu tôi với! Cứu tôi! Hãy cố gắng nào! Để tôi xoa bóp giúp anh bớt đau hơn. Đau! Không! Tôi không chịu nổi nữa đâu. Lần nào hóa trị cũng đau thế này thì tôi chết quách đi cho xong. Anh phải mạnh mẽ lên. Bệnh mới chỉ ở giai đoạn đầu thôi. Bác sĩ Hải thì đang tìm cách liên lạc với bác sĩ đầu ngành để tìm cách chữa trị cho anh. Ai cũng hy vọng anh sẽ qua khỏi. Bây giờ anh mà buông xuôi thì chẳng phải phụ công sức của mọi người sao? Tôi... Sao bác sĩ lại tốt với tôi thế? Đã chữa bệnh cho tôi, lại còn ân cần chăm sóc, động viên tôi nữa. Có gì đâu, đây là trách nhiệm của tôi thôi mà. Trách nhiệm ư? Nói vậy, mình chưa làm tròn nhiệm vụ khi làm bác sĩ rồi. Chẳng bao giờ mình quan tâm tới những đau đớn của bệnh nhân, mà chỉ coi đây là một công việc kiếm tiền. Mà mình càng không hiểu được lý do kiên quyết giữ nghề của Hải cho đến khi mắc bệnh thế này. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu rồi. Kìa anh, sao thế? Anh hiểu gì? Tôi đã hiểu được tấm lòng của những bác sĩ. Nó quý giá và ý nghĩa với bệnh nhân như tôi thế này. Trước đây tôi cũng là một bác sĩ, nhưng tôi đã bỏ nghề để tìm việc khác nhiều tiền. Nhưng đến bây giờ thì tôi lại ước mình được trở về với ngày xưa, để bắt đầu lại là một bác sĩ chân chính. Những chú thỏ và trái bóng. Chán quá đi, chẳng có gì hay ho để chơi cả. Này thỏ trắng, xem anh có gì này. Cái gì thế anh thỏ? Là quả bóng anh nhặt được ở nhà kho ở bìa rừng đấy. Đảm bảo cả khu rừng này không ai có trái bóng giống thế này đâu. Đâu, mang em xem nào. Không được, thôi chết, trái bóng rơi vào đám cỏ lao rồi. Tại em đấy, em cố tình dành của anh làm gì để giờ mất cái bóng rồi. Thì em đâu biết là trái bóng chỉ rơi xuống đất mà bật bay xa được như vậy. Thì nó là quả bóng mà. Mà là quả bóng duy nhất ở khu rừng đấy. Thế mà em... Em xin lỗi, để em đi tìm lại là được chứ gì. Rõ là quả bóng rơi vào chỗ này mà. Đâu rồi nhỉ? Làm gì mà lâu thế không biết. Thỏ trắng ơi, em thấy trái bóng chưa? Sao tìm lâu thế? Em sắp tìm thấy rồi. Sao tìm mãi vẫn không thấy vậy? Hay là trái bóng bị ai nhặt mất rồi? Sao mà mãi không thấy tìm ra trái bóng vậy nhỉ? Phải xuống tìm với thỏ trắng thôi, chứ không lâu quá. Trái bóng chỉ ở trong này thôi, chứ đâu mà tìm mãi không thấy. Anh thỏ sốt ruột cũng vào tìm rồi. Thôi tìm nhanh nào. Chỗ này không có, đây cũng không có. Sao mãi không thấy đâu, thật là bực mình. Trời thì sắp tối rồi. Bóng ơi, mày đâu rồi? Mau ra đây đi. Ai? Tại em tất cả đấy. Không tìm nhanh lên, nhỡ ai nhặt được trái bóng của anh thì sao? Để em tìm
một lượt nữa xem sao. Ồ, có gì sao động với đám cỏ kia? Chắc hẳn là lũ chuột rồi. Hôm nay đi kiếm ăn sớm thế mà lại gặp Mai. Ôi, à! Ủa, cậu thỏ trắng? Bác cứu à? Cháu làm gì ở bãi cỏ vậy? Làm bác cứ tưởng lũ chuột đi kiếm ăn thôi. Là tại cháu. Anh thỏ kiếm được trái bóng ở gần căn nhà bìa rừng. Chỉ vì muốn xem trái bóng nên cháu đã giành nhau với anh ấy. Chẳng may cái bóng rơi biến vào bãi cỏ. Chúng cháu tìm mãi chẳng thấy đâu hết. Trời thì sắp tối hẳn rồi. Thì ra là mấy chú thỏ đi tìm bóng. Mà làm sao tìm từ chiều tới giờ vẫn chưa thấy vậy? Để bác xem nào. Bãi cỏ lao này lớn lắm. Mà đúng là chúng cứ tìm thế này thì làm sao mà thấy được. Các cháu thỏ hãy ra đây. Nếu cứ tìm như vậy thì sẽ không thấy được đâu. Trời sắp tối hẳn rồi kia kìa. Tất cả là tại em hết. Dù gì thì trái bóng cũng rơi mất rồi. Nếu muốn tìm lại, cháu không thể cứ cuống cuồng tìm như vậy được. Cháu vừa bị căng thẳng, vừa mất thời gian lanh quanh mà không hiệu quả. Còn cháu, nếu không bình tĩnh, cứ nổi nóng và giận dữ như vậy, thì có làm việc gì cũng khó thành công. Bãi cỏ rất rậm rạp nên dù bác nhìn từ trên xuống cũng không thấy quả bóng của các cháu được. Nhưng bác thấy các cháu cứ lanh quanh tìm như vậy thì khó mà thấy được. Phải dùng cách khác thôi. Cách khác? Cách khác gì ạ? À? Hãy tìm lần lượt. Giờ thỏ trắng, cháu tìm từ đầu bên này vào giữa bãi cỏ. Còn cháu tìm từ đầu bãi cỏ bên kia vào giữa bãi cỏ nhé. Việc gì cũng vậy, chỉ cần tuần tự sẽ có cơ hội thành công. Chứ nếu chỉ biết cắm cúi làm trong một mê cung như vậy thì sẽ khó mà thành được. Dạ, chúng cháu hiểu rồi. À, tìm thấy rồi. Tuyệt quá, thấy quả bóng rồi, cảm ơn bác cứu. Tốt rồi. Cháu cảm ơn bác đã chỉ cách, không thì chúng cháu cứ lẩn quẩn trong đám cỏ mãi mà chẳng tìm ra trái bóng này. Các cháu nhớ nhé, trước khi làm gì cũng cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn, làm từng bước một, mọi việc sẽ được gỡ rối và giải quyết thôi. Giờ thì tốt rồi, các cháu về đi, kẻo mẹ chờ. Vâng ạ, tạm biệt bác cứu. Từ giờ chúng mình không được tranh giành cãi nhau nữa nhé. Vâng ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.